Kính chào quý vị khán giả. Trong khi hai đầu đất nước có mưa dông thì ở Trung Bộ cả tuần này vẫn nắng nóng. Dự báo ngày mai nhiều nơi có mức nhiệt 35 đến 37 độ như là Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Còn lại Thanh Hóa, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết là 32 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì không còn mưa bất chợt trong ngày nữa mà thời gian mưa lui dần về chiều tối. Ngày mai sáng đến chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột sẽ là 28 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một hay Vĩnh Long, Cao Lãnh nóng hơn hẳn 35-36 độ. Mưa muộn sau 15 giờ ngày mai và đa phần là mưa rào lượng nhỏ nhưng vẫn cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh đi kèm. Ở Bắc Bộ đêm nay sẽ mưa nhiều. Nhiều nơi có lượng mưa từ 40 đến 70mm, thậm chí có nơi mưa rất to trên 100mm, đề phòng ngập úng cục bộ cũng như là dông lốc, sấm sét có thể đi kèm trong cơn mưa. Sang ngày mai, mưa giảm nhanh, trưa chiều trời vẫn oi nóng, nhất là ở phía Đông Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Hà Giang, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ. Trên biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió là cấp 4, cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.